Mẹ. Ừ, con ăn cam đi. Dạ. Cam ngọt lắm á. Khải nè. Dạ. Sao dạo này con đi đâu mà hay về trễ vậy? Thì con đi chơi cùng với bạn mà. Có trễ đâu mẹ, bình thường mà. Ủa, giờ này còn ai nhắn tin cho con nữa vậy? À. Cô bạn nó nhắn cho con hả? Dạ vâng. Con có người yêu hả? Ủa đâu vậy? Tên gì? Có làm chung công ty với con không? Mẹ từ từ thôi. Khi nào mà thích hợp thì con sẽ giới thiệu với cả nhà. Thôi, muộn rồi. Con lên phòng ngủ đây. Khoan đã. Nhìn mẹ nè. Dạ. Sao mỗi lần mẹ hỏi tới chuyện này là con cứ ấp a ấp úng, rồi cố tình né tránh mẹ vậy? Nói thiệt nha, mẹ thấy lo lắm á. Dạo này mẹ thấy giới trẻ yêu thương cởi mở lắm. Mẹ không biết là con trai của mẹ... Phải, mẹ nói nghe nè. Nếu như thật sự con có như vậy á, thì con cũng cứ nói thiệt cho mẹ nghe. Mẹ nghĩ con thích đàn ông vậy? Không có như vậy đâu. Không bao giờ con bị như vậy. Trời ơi, không lẽ là anh nói đúng rồi hả anh Trương? Hả? Ba nói con như vậy hả? Trời ơi, ba thiệt đúng là. Ô, con đùa mẹ đó. Chứ con có bạn gái chính hiệu, cô ấy là phụ nữ đoàng hoàng luôn mà. Trời ơi, tại sao mẹ có thể nghĩ con... Thiệt hả con? Thiệt. Cô ấy không những đẹp người mà còn đẹp nết nữa cơ. Mà mẹ yên tâm nha, trong thời gian sắp tới, con hứa sẽ ra mắt với cả nhà sau. Con hứa nha. Con hứa. Ừ, vậy thôi con đi nghỉ đi. Mẹ tạm thời yên tâm. Con lên nha. Sao mình hoang mang quá. Trên đời này có hai thứ không thể giấu giếm được. Đó là bản điểm của con Kỳ và khi người ta yêu. À, trái tim. Chắc chắn là sẽ có khắc tên người yêu trên cái trái tim này đây nè. Một cặp nhìn là biết liền. Đổ hết rồi nha. Sao không sao đâu mẹ ơi, để nắp vô là được chứ gì. Ôi trời ơi, con ở đâu ra vậy? Thì con cũng như mẹ thôi. Thôi thì con cũng như mẹ thôi. Con vô đây tìm bằng chứng người yêu của anh hai nè. Trời ơi, đúng là mẹ nào con đây. Sao tìm được gì chưa? Nhưng mà con tìm được cái password tình yêu của hai người đó rồi. Thiệt hả? Nói cho mày nghe, nói. Nè, 2 tháng tự do sinh hoạt môi trường. Ok. 3 tháng. Duyệt luôn. Biết là gì không? Là gì? Ủa? Đi. Là cái gì? Thì con nói rồi đó. Ủa là cái gì? Nó gạt mình nè. Khải ơi, mẹ đây. Dạ, mẹ vào đi ạ. Khải, dạ, mẹ có chuyện gấp. Mẹ cần gọi cho bác con mà cái điện thoại nó bị hư, gọi cũng không được, nghe cũng không được luôn. Dạ đó, mẹ có đưa cho con xem điện thoại. Nó hư thiệt rồi, cho nên mẹ mới qua đây mượn cái điện thoại của con, mẹ gọi một cuộc duy nhất thôi, không có tốn nhiều tiền của con đâu, yên tâm nhá. Nè đây. Rồi mẹ gọi cuộc xong mẹ trả liền ha. Nhưng mà mẹ biết dùng điện thoại con đó, người ta mới lắm đấy ạ. Yên tâm. Để coi gọi cho người yêu nào đây. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao toàn là số công việc, số công ty. Mẹ xong chưa? Chưa. Mẹ. Dạ con nghe đây bác hai. Trời ơi, con vừa mới tỉnh gọi cho bác á, là bác gọi cho con. Mẹ không cần dùng nữa hả? Mẹ! Mẹ ơi! Dùng mấy trò cũ này thì quá là cũ rồi. Con ra ngoài một chút nha mẹ. Ủa con đi đâu mà ăn mặc bánh tỏn vậy? Con trai của mẹ có bao giờ là không bảnh đâu. Con đùa chứ. Bây giờ con ra gặp bạn xíu à. Tí con về ạ. Vậy về sớm nha. Dạ. Con đi nha mẹ. Anh hai. Hả? Anh đi đâu ạ? À, anh đi gặp bạn xíu. Anh đi nhá. Chắc chắn là đi với con nhỏ moa moa kia rồi nè. Thôi mẹ con mới về. Con biết là anh con quen ai chưa? Dạ... chưa. Mẹ đã biểu con theo dõi từ lâu rồi mà, tại sao tới giờ này vẫn chưa có kết quả? Mẹ, anh hai giấu kỹ lắm chứ bộ. Con phải lên kế hoạch từng ly từng tí, rồi phải đi rình đi mò nữa, từ từ. Trời ơi, cái chuyện có chút xíu mà mày lên kế hoạch. Mẹ đừng có nôn, thì cái gì cũng phải có thời gian chứ. Thôi nhờ giả được chuyện gì trơn. Mình phải tìm cách thôi, không thể nào trông chờ vào cái con nhỏ này được. Thích không? Giấc mộng đêm hè. Nghe cái tựa không là tự nhiên nữa, cái người nó cứ màu nổi hết ra gà. Bạn của em mới cho đó. Nhưng mà em thấy cái phim này á chỉ có phù hợp với giới trẻ thôi à. Cái này là anh đi với em. Trời ơi, thôi đưa cho hai đứa nhỏ đi đi. Đâu có phù hợp với cái tuổi của mình đâu mà tự nhiên hai vợ chồng già chú đập chú phim coi cái phim lãng mạn. Người ta bảo trên đây là phải trên 18 tuổi, con Kỳ nó làm sao xem được. Kỳ không xem được á thì thằng Khải nó xem, nó rủ bạn nó đi. Ê, nhưng mà Trương muốn đi xe với Khanh cơ. Môi kem dưỡng da mà muốn nổi da gà luôn á. Thôi đi, coi gì mà coi. Em nói rồi, anh cứ đưa vé này cho thằng Khải đi nha, cho tụi nó lãng mạn, còn em nên đi coi kịch, được chưa? Tôi tính chưa hết rồi à? Sao không nói? Đúng rồi, xem phim làm sao hay mà xem kịch. Cái này cho thằng Khải nhá. Ôi giời, thế mà là vợ yêu, thế mà là vợ yêu, yêu. Khải à, con tưởng là con có thể che mắt được mẹ sao? Mẹ nói cho con biết nha, trong cái nhà này không ai có thể qua mặt được mẹ đâu nha. Ủa, anh Khải? Trứng mà đợi khôn hơn dịch. Ôi, hả? Sao không? Đã, không sao anh. Hôm nay gặp anh ở đây vui quá. Sao sao không? Đã. Đến giờ rồi em, mình đi thôi. Chào anh, đi. nhìn con đâu có giống đâu. Con giống cái gì ạ? Khải, không thể như vậy được đúng không con? Bây giờ thì mày đã hiểu rồi. Mày hiểu vì sao mày đã đưa biết bao nhiêu cô gái đến gặp con đều lắc đầu từ chối. Nhưng mà mẹ không chấp nhận được. Khải ơi, có thể thay đổi chuyện đó được không con? Mình có thể thay đổi được không con? Mẹ à, con không hiểu mẹ nói cái gì luôn. Mẹ có thể nói rõ hơn được không? Khải à, mẹ đã nhìn thấy hết rồi. Con cứ nói thiệt với mẹ đi. Con đã đi xem phim với người bạn trai đó. Con và người đó rất thân mật với nhau nữa. Trời ơi, lúc nào hả? Làm gì có đâu mẹ. Lúc nãy đó, tận mắt mẹ thấy mà. À, mẹ hiểu lầm hoàn toàn rồi. Không phải như vậy đâu. Ảnh là đồng nghiệp trong văn phòng của con mà. Khải ơi, mẹ đã nói là mẹ chịu đựng được mà. Con đừng nói dối mẹ nữa. Mẹ chịu đựng được. Mẹ nè, nè Đây con có ảnh để chứng minh con nói sự thật mà. Nè, đây. Anh ấy đây. Đây anh ấy làm cho công ty này. Đó. Trời ơi, bạn gái anh ấy đây nè. Vừa nãy á, anh ấy ngã vào người con thôi. Chứ mẹ hiểu lầm rồi. Trời ơi, bạn gái anh ấy đây nè mẹ. Thiệt hả con? Dạ vâng. Cái này là thiệt hả? Con hứa với mẹ là con nói thật. Chắc là thật đúng không con? Thiệt.